Hân hoan chào đón các em học sinh khối lớp 8 đến với tiết học lịch sử ngày hôm nay. Thầy rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học này. Các em thân mến, kể từ lúc thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858 ở cửa biển Đà Nẵng, nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh, đúng như câu nói của Nguyễn Trung Trực. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây. Quả thực vậy, dù thực dân Pháp có dìm những cuộc nổi dậy khởi nghĩa trong biển máu nhưng tinh thần quyết tâm, ý chí kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm của ông cha ta không lúc nào trùng xuống. Đặc biệt là từ sau hiệp ước Batonnot năm 1884, tinh thần ấy, ý chí ấy càng dâng cao hơn nữa. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trong những năm cuối thế kỷ 19 đã diễn ra quyết liệt mạnh mẽ như thế nào, gây cho Pháp những khó khăn ra sao và để lại những ý nghĩa bài học gì? Hãy mời các em học sinh lớp 8 cùng đến với chủ đề thứ hai trong chương trình lịch sử học kỳ 2, phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Để tiện theo dõi, các em mở sách giáo khoa lịch sử lớp 8 bài 26-27. Chủ đề này gồm 4 phần. Phần thứ nhất, cuộc phản công của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế, vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Các em cần khắc sâu nhân vật Tôn Thất Thuyết, tập trung vào phong trào Cần Vương. Ở phần 2 lớn, những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương, các em chỉ tập trung vào cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Phần 3 lớn, khởi nghĩa Yên Thế năm 1884 đến năm 1913. Các em nắm nguyên nhân bùng nổ, về phần diễn biến khởi nghĩa, lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu. Phần 4 lớn, phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi. Đây là phần giảm tải, các em sẽ không học Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu một một lớn cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Phần một nhỏ, cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 năm 1885. Như các em đã biết, từ lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta, nội bộ triều đình nhà Nguyễn đã có sự phân hóa rõ rệt, một bên là phái chủ hòa, một bên là phái chủ chiến kể từ khi vua tự đức mất, phái chủ chiến ra sức hoạt động. Sau Hiệp ước Paternod năm 1884, phái chủ chiến vẫn nuôi hy vọng giành lại chủ quyền từ Tây Pháp khi có điều kiện. Chính vì vậy, mối mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với phái chủ chiến ngày càng gay gắt. Lúc bấy giờ, phái chủ chiến do tôn thất thuyết đứng đầu. Vậy, em biết gì về nhân vật tôn thất thuyết? Tôn Thất Thuyết sinh năm 1835, mất năm 1913. Ông là thượng thư bộ binh, thành viên hội đồng phụ chính. Dựa vào ý chí của nhân dân yêu nước và quan lại chủ chiến tại các địa phương. Ông đã ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới. Ông còn thẳng tay trừng trị những kẻ thân pháp và đưa ưng lịch lên ngôi, tức vua Hàm Nghi. Trước hành động ngày một quyết liệt của tôn thất thuyết. Thực dân Pháp lo sợ và tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến, đẩy tình hình căng thẳng giữa hai bên lên đỉnh điểm. Không thể ngồi yên được nữa. Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã hạ lệnh tấn công Pháp ở tòa không sứ và đồn mang cá. Kem quan sát trên màn hình, vị trí con trỏ thầy đang chỉ đó chính là đồn mang cá và đây là tà khâm sứ. Bị bất ngờ, Pháp nhất thời rối loạn, sau khi nhanh chóng củng cố lại, chúng đã phản công quyết liệt, chiếm hoàn thành. Tôn thất thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra căn cứ Tân Sở ở Quảng Trị đã được chuẩn bị từ trước. Như vậy, ở phần 1 nhỏ, các em sẽ ghi học sinh xem sách giáo khoa trang 125. Các em lưu ý, khi trên màn hình xuất hiện cái bút quyết lên miễn vở, thì đó là lúc các em cần phải chép bài. Từ cuộc phản công mang tính tự vệ vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 7 năm 1885, một phong trào kháng chiến chống Pháp đã được phát động ngay sau đó. Để hiểu rõ phong trào này, hãy mời các em chuyển sang phần 2 nhỏ, phong trào Cần Vương. Câu hỏi được đặt ra, phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào? ngày 13 tháng 7 năm 1885 tại Tân Sở Quảng Trị, Tôn Thất Thuyết, nhân danh Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Kem em cần nắm rõ khái niệm Cần Vương. Chiếu là lời vua ban bố, hiệu lệnh cho toàn thể quan lại và nhân dân. Cần Vương là hết lòng giúp vua cứu nước. Chiếu Cần Vương gắn quyền lợi triều đình với quyền lợi của dân tộc. Do đó, đã thúc đẩy cổ vũ nhân dân tham gia kháng chiến chống Pháp, hình thành nên một phong trào yêu nước chống xâm lược diễn ra sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ 19. Như vậy, phong trào Cần Vương thực chất là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân dưới ngọn cờ của một ông vua yêu nước, hoàn toàn vắng mặt sự tham gia của quân đội triều đình. Từ những điều trên, chúng ta nhận thấy hành động của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết là hành động yêu nước và được đánh giá rất cao. Về diễn biến, phong trào Cần Vương được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1885 đến năm 1888. Giai đoạn 2 từ năm 1888 đến năm 1896. Ở giai đoạn 1, phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Cuối năm 1888, Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt do có tay sai dẫn đường. Phong trào bước sang giai đoạn mới. Cũng nói thêm, lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là những văn thân, sĩ phu yêu nước, luôn đứng về phía nhân dân trong cuộc chiến chống thực dân Pháp. Ở đây, kem hiểu ngắn gọn, văn thân, sĩ phu là những bậc tri thức quan lại trong xã hội phong kiến đương thời. Đây là cơ sở quan trọng để phong trào Cần Vương tiếp tục diễn ra quyết liệt hơn, ngay cả sau khi vua Hàm Nghi bị bắt. Giai đoạn 2, quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn. Để tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương, chúng ta chuyển qua một hai lớn. kem lưu ý ghi nội dung kiến thức phần 2 nhỏ và vở cho thầy. Trong số nhiều cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương ở cuối thế kỷ 19, nổi lên ba cuộc khởi nghĩa lớn sau: khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa bãi sậy và khởi nghĩa Hương Khê. Trong đó, cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất trong mục 2 này, các em sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Đối với các cuộc khởi nghĩa Ba Đình và Bãi Sậy, các em ghi đọc thêm sách giáo khoa trang 127, 128. Khởi nghĩa Hương Khê có thời gian tồn tại lâu nhất trong số các cuộc khởi nghĩa Cần Vương, từ năm 1885 đến năm 1895. Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng. Đây là chân dung của ông. Phan Đình Phùng sinh năm 1847, mất năm 1895. Ông quê ở Hà Tĩnh. Từng làm quan dưới triều Nguyễn, chức ngự sử, năm 1883. Với tính cương trực, ông đã phản đối việc tôn thất thuyết, phế vua dục đức để lập hiệp hòa lên làm vua. Vì thế, ông bị cắt chức và đuổi về quê tuy nhiên khi vua hàm nghi ra chiếu cần vương ông vẫn hưởng ứng lời kêu gọi đứng ra một quân khởi nghĩa và trở thành vị thủ lĩnh có uy tín nhất trong phong trào cần vương ở nghệ tĩnh về địa bàn hoạt động từ căn cứ ngàn trươi thuộc huyện hương khê tỉnh hà tĩnh nghĩa quân đã mở rộng phạm vi ra khắp bốn tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình đây là lược đồ căn cứ Hương Khê. Theo vị trí con trỏ thầy đang chỉ trên màn hình, đây chính là vị trí của căn cứ Ngàn Trươi, đại bản doanh của Nghĩa Quân. Ngàn Trươi là vùng rừng núi rậm rạp, nằm ở cuối con sông Ngàn Sâu, bên cạnh dãy núi Phụ Quang hiểm trở. Từ Ngàn Trươi có ba con đường độc đạo khúc khuỷu có thể vào Quảng Bình, Quảng Trị và ra Nghệ An, Thanh Hóa, thông qua Lào và Sim. Lợi dụng địa hình hiểm trở, nghĩa quân chủ yếu áp dụng lối đánh chu kích, gây cho Pháp nhiều phen khốn đốn. Về diễn biến, cuộc khởi nghĩa Hương Khê chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, từ năm 1885 đến năm 1888, nghĩa quân tập trung xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thực Lực lượng nghĩa quân được chia thành 15 quân thứ, tức đơn vị. Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người. Trong thời gian này, nghĩa quân thường bị thiếu vũ khí và khó khăn trên đã được khắc phục phần nào bởi Cao Thắng, một vị tướng trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết. Ông đã chế tạo được súng trường theo mẫu súng của Pháp ở giai đoạn 2 từ năm 1888 đến năm 1895. Đây là thời kỳ chiến đấu quyết liệt. Nghĩa quân đã đẩy lùi nhiều cuộc càng quét của địch. Điển hình là trận càng quét lớn của Pháp và căn cứ phụ quan ngày 17 tháng 10 năm 1894. Phan Đình Phùng đã dùng kế xe ăn úng thủy, cho nghĩa quân chặt gốc cây to làm kè chặn nước sông chảy xiết và đẳng nhiều khúc gỗ thả sẵn trên nguồn dọc đến, nghĩa quân cho chúng đi qua chỗ nước sông cạn nước, chờ chúng đến giữa dòng mới ra lệnh phá kè. Nước bị dồn ứ từ lâu, ao ao chảy xuống kéo theo những khúc gỗ to và cứng, làm cho quân địch một phần bị nước cuốn trôi, một phần bị gỗ lao vào người. Đồng thời, nghĩa quân mang phục hai bên bờ sông bắn tới tấp, nên giặc bị chết rất nhiều. Về kết quả, tuy rất anh dũng, nhưng nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn lực lượng suy yếu dần sau khi phan đình phùng hy sinh cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian rồi tan rã lý giải về sự thất bại của cuộc khởi nghĩa hương khê cũng như những cuộc khởi nghĩa khác trong phong trào cần vương chúng ta rút ra một số nguyên nhân sau đây thứ nhất là do hạn chế của ý thức hệ phong kiến tức không đáp ứng một cách triệt để yêu cầu phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là khác khỏi sự bóc lột của phong kiến. Nguyên nhân thứ hai là do hạn chế của những người lãnh đạo, chiến đấu mạo hiểm, phiêu lưu, chưa tính đến kết quả lâu dài, chiến lược chiến thuật sai lầm, thiếu liên hệ với nhau, khi thất bại dễ sinh ra bi quan và chán nản. kết quả thất bại nhưng khởi nghĩa hương khê đã để lại ý nghĩa như thế nào mặc dù bị thất bại nhưng khởi nghĩa hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương có quy mô lớn nhất trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ để lại nhiều tấm gương bài học to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc của đất nước ta từ đây chúng ta có thể nhận thấy rõ tính chất khởi nghĩa hương khê không chỉ đơn thuần mang màu sắc phong kiến mà còn thể hiện rõ tinh thần dân tộc yêu nước sau khởi nghĩa hương khê phong trào yêu nước dưới ngọn cờ phong kiến đã hoàn toàn thất bại phong trào yêu nước việt nam chuyển sang một giai đoạn mới các em lưu ý ghi nhận những kiến thức về cuộc khởi nghĩa hương khê vào vở cho thầy Các em thân mến, song song với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào đấu tranh của nông dân yên thế cũng diễn ra vào cuối thế kỷ 19. Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nông dân nước ta lúc bấy giờ. Để tìm hiểu rõ cuộc khởi nghĩa yên thế, có những nét nào đặc biệt và khác gì so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đi vào mục ba lớn, khởi nghĩa yên thế từ năm 1884 đến năm 1913. Cuộc khởi nghĩa yên thế sẽ được tìm hiểu qua ba nội dung nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa dựa vào sách giáo khoa các em hãy tìm hiểu tại sao nông dân yên thế nổi dậy khởi nghĩa trước hết các em phải nắm được yên thế nằm ở phía tây bắc của tỉnh bắc giang là vùng đất đồi cây cối rậm rạp địa hình hiểm trở dưới thời nguyễn nhiều nông dân vùng đồng bằng bắc kỳ đa phần là dân ngụ cư từng trốn phu phen tập dịch thiên tai địch họa đã lên yên thế tìm cuộc sống mới tự do tránh sự áp bức phiền hà của phong kiến cũng như thực dân vì vậy khi thực dân pháp mở rộng phạm vi bình định lên vùng yên thế nông dân ở đây đã sẵn sàng dũng cảm đứng lên đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình tóm lại nguyên nhân dẫn đến việc khởi nghĩa yên thế bùng nổ là do khi pháp xâm phạm đến cuộc sống của nông dân yên thế họ đã không ngần ngại nổi dậy đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình các em lưu ý ghi ý này vào vở cho thầy từ đây, chúng ta nhìn lại mục tiêu đấu tranh của khởi nghĩa yên thế có khác gì so với các cuộc khởi nghĩa cần vương. Kèm quan sát trên màn hình, nông dân yên thế đấu tranh chống Pháp nhằm để bảo vệ cuộc sống của mình, tiến tới xây dựng một cuộc sống bình đẳng về kinh tế và xã hội. Trong khi đó, các cuộc khởi nghĩa cần vương đánh Pháp nhằm để khôi phục nền độc lập dân tộc lặp lại chế độ phong kiến. Trước khi đến với phần diễn biến, thầy mời các em quan sát trên màn hình. Đây là lược đồ khởi nghĩa Yên Thế. Vị trí thầy đang chỉ con trỏ chính là Yên Thế, nằm phía tây bắc của Bắc Giang, thuộc vùng rừng núi Trung du Bắc Kỳ. Những ký hiệu hình thoi màu đen. là các căn cứ của nghĩa quân yên thế. Có thể kể tên như Nhã Nam, Hố Chuối, Phồn Xương, vân vân. Về diễn biến khởi nghĩa yên thế được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1884 đến năm 1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Thủ lĩnh có uy tín nhất là đề nắm sau khi đề nắm mất vào tháng 4 năm 1892. Đề thám, tức Hoàng Hoa Thám, trở thành vị chỉ huy tối cao của phong trào. Đây là chân dung Hoàng Hoa Thám, vị thủ lĩnh tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân yên thế. Ông có những phẩm chất rất đặc biệt như căm thù đế quốc phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ và hết sức yêu thương nghĩa quân. Như vậy, khác với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế không phải là những văn thân sĩ phu mà là những người nông dân. Giai đoạn 2 từ năm 1893 đến năm 1908 là thời kỳ nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa sản xuất, xây dựng cơ sở. Trong giai đoạn này, với lối đánh linh hoạt cơ động và sự khôn ngoan của mình, Đề thám đã buộc Pháp phải hai lần giảng hòa. Tranh thủ thời gian hòa hoãn, ông đã cho khai khẩn đồn điền, tích lũy lương thực, xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nhà yêu nước, trong đó có Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, đã tìm lên yên thế liên lạc với Đề thám. Qua đây, chúng ta có thể nhận thấy một điểm đặc biệt của khởi nghĩa yên thế, thể hiện rõ bản chất của người nông dân đó là họ vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Giai đoạn 3, từ năm 1909 đến năm 1913, sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, phát hiện thấy có sự dính líu của đề thám, thực dân Pháp đã tập trung lực lượng, tấn công quy mô lên yên thế. Sau nhiều trận càn quét liên tiếp của địch, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần, đến ngày 10 tháng 2 năm 1913, đề thám bị sát hại, phong trào tan rã. phần diễn biến khởi nghĩa yên thế kem lưu ý lập niên biểu theo mẫu sau như vậy sau khi đề thám bị sát hại phong trào yên thế tan rã chúng ta đi đến một nhận định kết quả khởi nghĩa thất bại nguyên nhân thất bại khởi nghĩa bó hẹp trong một địa phương bị cô lập so sánh lực lượng chênh lệch lại bị thực dân pháp và phong kiến cấu kết đàn áp cách thức tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế tuy thất bại nhưng khởi nghĩa yên thế để lại ý nghĩa to lớn thể hiện tinh thần dân tộc yêu nước sâu sắc góp phần làm chậm quá trình bình định của pháp bên cạnh đó qua phong trào nông dân yên thế cho thấy sức mạnh tiềm tàng của giai cấp nông dân Đồng thời cũng bộc lộ nhiều nhược điểm khi chưa có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Ngược lại, sức mạnh của giai cấp nông dân sẽ được phát huy khi có giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Sau khi học chủ đề Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19, các em cần nắm các nội dung chính sau đây. Đầu tiên là phong trào Cần Vương từ năm 1885 đến năm 1896, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, các văn thân sĩ phu yêu nước đã tổ chức lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa đánh Pháp nhằm khôi phục nền độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến. Nội dung thứ hai, trong số các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất với lãnh đạo là Phan Đình Phùng cao thắng, có thời gian tồn tại dài, quy mô rộng lớn, trình độ tổ chức cao và lỗ đánh linh hoạt, làm thực nhân Pháp nhiều phen khốn đốn. Trong cùng thời gian các cuộc khởi nghĩa cần vương diễn ra, khởi nghĩa nông dân yên thế cũng đã nổ ra quyết liệt ở miền rừng núi Trung Du Bắc Kỳ do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Dù tất cả các cuộc khởi nghĩa đều gây cho Pháp những thiệt hại nhất định, nhưng tụ chung lại, kết quả đều thất bại. Phong trào Cần Vương hay phong trào nông dân Yên Thế thất bại do nhiều nguyên nhân, để lại nhiều ý nghĩa, bài học và tấm gương về lòng yêu nước. Một trong những bài học đó là cần phải có một giai cấp lãnh đạo tiên tiến để phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc đấu tranh chống ngoại xâm đi đến thắng lợi cuối cùng để giúp các em ôn tập hiệu quả sau đây thầy đưa ra một số câu hỏi đề nghị các em thực hiện đầy đủ câu thứ nhất phong trào cần vương nổ ra và phát triển như thế nào câu thứ hai trong phong trào cần vương khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất vì sao câu thứ ba lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa yên thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần vương thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thứ hai đầu tiên các em phải khẳng định được cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương đó là khởi nghĩa hương khê Để lý giải tại sao, các em sẽ trình bày và phân tích những ý sâu về cuộc khởi nghĩa, về lãnh đạo, quy mô, trình độ tổ chức, lối đánh, thời gian tồn tại và vân vân. Tiếp theo, thầy hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thứ ba. Các em lập bảng so sánh sự khác nhau Giữa cuộc khởi nghĩa Yên Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương theo mẫu sau. Với những đề mục: thời gian tồn tại, thành phần lãnh đạo, mục tiêu đấu tranh và tính chất. Hướng dẫn tự học. Các em thực hiện các yêu cầu sau cho thầy. Thứ nhất, chép bài đầy đủ, trả lời các câu hỏi ôn tập theo hướng dẫn. Thứ hai, học thuộc các câu hỏi ôn tập sau khi được các thầy cô sửa. Thứ ba, để chuẩn bị cho chủ đề ở tiết học sau, các em đọc trước nội dung bài 29-30 trong sách giáo khoa. Chú ý những nội dung thầy để trên màn hình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi mến chúc các em luôn vui khỏe xin chào tạm biệt